ăn uống theo nhóm máu để chữa bệnh và sống khỏe. Người nhóm máu A nên tiêu thụ các thực phẩm giàu protein và tinh bột, trong khi họ phải tránh sản phẩm từ sữa để giảm nguy cơ về tiểu đường và các bệnh tim mạch. Chế độ ăn uống theo nhóm máu được nghiên cứu và cho ra đời cuốn sách Eat Right for Your Thyroid. Chuyên gia Peter cho biết, nhiều người bị khủng hoảng bởi cân nặng dù đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giảm cân. Theo ông, rất ít người biết rằng để giảm cân hiệu quả, bạn cần xây dựng chế độ ăn uống phù hợp với nhóm máu, bởi các loại thực phẩm phản ứng khác nhau với từng thể trạng của cơ thể. Nếu bạn ăn phù hợp với nhóm máu, cơ thể sẽ tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn, giúp giảm cân, tăng cường năng lượng và ngăn ngừa bệnh tật tốt hơn. Nhóm máu O. Đối với nhóm máu O, chế độ ăn uống theo India Times, người nhóm máu O có hàm lượng axit cao, do vậy khả năng tiêu hóa protein và chất béo rất dễ dàng. Cholesterol từ các sản phẩm động vật có lợi cho đường tiêu hóa và sự hấp thu canxi trong cơ thể. Thực phẩm được gợi ý đó là thịt bò nạc, thịt cừu, thịt gà hoặc cá, tảo bẹ, hải sản, một chút muối. Những gì cần tránh: những người nhóm máu O có thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa sữa, trứng và gluten, nên tránh các sản phẩm lúa mì như bánh mì. Đậu và các cây họ đậu cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy. Do họ cải như cải bắp, cải brussel, súp lơ và mù tạt, có thể gây ức chế chức năng tuyến giáp. Chế độ luyện tập: người nhóm máu O thường gặp các vấn đề về dạ dày và viêm loét. Do vậy, bạn cần tập thể dục thường xuyên, chạy bộ, bơi lội, đạp xe và nâng tạ là gợi ý tốt nhất. Nhóm máu A. Chế độ ăn uống: để có cơ thể và trí lực khỏe mạnh, những người có nhóm máu A cần bổ sung các thực phẩm giàu carbon hydrate, do đó hàm lượng axit hydrochloric và alkaline phosphate thấp, đồng thời hàm lượng enzyme tiêu hóa disaccharide cao trong đường ruột. Cơ thể có thể tiêu hóa carbon hydrate hiệu quả hơn việc chuyển hóa các protein và mỡ động vật. Thực phẩm được gợi ý: các loại trái cây như dâu, quả sung, mận, táo, lê đào và rau xanh, bông cải xanh, atiso, cà rốt, rau màu xanh và tỏi. Cá và thịt gia cầm nên hạn chế vì những người nhóm máu A sản xuất ít enzyme để tiêu hóa thịt. Các thực phẩm giàu protein thực vật như các loại hạt, đậu và đậu nành, ngũ cốc, bánh mì, mì ống, thực phẩm giàu tinh bột nên là thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những gì cần tránh: những người nhóm máu A có nồng độ cortisol cao, dễ bị căng thẳng, lo âu, do đó cần tránh hoặc giới hạn tiêu thụ đường, caffeine và rượu, không bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Các sản phẩm từ sữa kích thích phản ứng insulin trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Về chế độ luyện tập: do dễ bị căng thẳng nên tập những môn thể thao giúp làm dịu tinh thần như yoga. Nhóm máu B. Về chế độ ăn uống, nhóm máu B linh hoạt hơn so với nhóm máu A và O. Do đó, họ có thể hấp thụ dinh dưỡng từ cả động vật và thực vật. Điều quan trọng là nhóm máu B cần phải duy trì sự cân bằng. Thực phẩm được gợi ý: người có nhóm máu B nên ăn các loại thịt đỏ như thịt cừu, thịt nai, thịt bò, cá, trứng. Các sản phẩm từ sữa như sữa chua cũng nên được bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Những gì cần tránh: thịt gà, các loại ngũ cốc, ngô, cà chua, đậu phộng, lúa mì có thể làm thay đổi khả năng chuyển hóa, gây mệt mỏi, giữ nước và hạ đường huyết. Về chế độ luyện tập, nhóm máu B cần duy trì sự cân bằng của tâm trí và cơ thể. Do vậy, các bài tập phù hợp là tennis, võ thuật, đi xe đạp, đi bộ đường dài hoặc chơi golf. Nhóm máu AB. Chế độ ăn uống: đây là nhóm máu hiếm, tổng hợp một số đặc điểm của hai nhóm máu A và B. Người có nhóm máu AB có hàm lượng axit trong dạ dày thấp như nhóm máu A, nhưng lại có thể thích ứng với thịt như nhóm máu B. Điều này có thể là vấn đề bởi thịt không được tiêu hóa hết trong cơ thể, có thể trở thành chất béo. Thực phẩm gợi ý: hải sản giàu protein, đặc biệt là cá hồng, cá hồi, cá mòi và cá ngừ rất có lợi cho nhóm máu AB. Bạn cũng nên bổ sung trứng, đậu hũ, rau xanh, sữa chua trong thực đơn hàng ngày. Người nhóm máu AB có thể ăn thịt nhưng nên hạn chế. Những gì cần tránh: tránh caffeine và rượu khi bị căng thẳng. Ngô và kiều mạch có thể gây khó khăn khi tiêu hóa. Các loại thịt hun khói và sấy khô tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Nhóm máu AB cũng không nên kết hợp tinh bột và protein trong cùng một bữa ăn vì sẽ gây khó tiêu. Về chế độ luyện tập,
các môn tập thể thao phù hợp với nhóm máu AB như yoga, thái cực quyền, chạy bộ hay đạp xe đạp. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.